cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình chúc các bạn một ngày vui vẻ các bạn yêu thích video cho mình xin một like và một bình luận phía dưới nha giúp kênh nâng cao đề xuất và thông báo đến với mọi người tiêu thiên đang giáo huấn chiến trác lúc này trưởng trấn của thanh viêm trấn vội vàng chạy đến chưa kịp đến gần ông ta đã mặt mày ủ rủ lên tiếng xin lỗi tiêu thiên vì để mất con heo đồng thời cũng nói cho tiêu thiên biết sau khi vụ trộm xảy ra tâm trạng của những con heo có vẻ không ổn sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của thịt Tiêu Thiên khi này cũng kéo lấy trưởng chấn, tay hắn chỉ về đám người huyết văn tộc, bảo ông ta nhận diện xem đám người này có phải là những tên trộm heo hay không. Lão ta cũng nhìn về đám người huyết văn tộc, tỉ mỉ quan sát chốt lát, sau đó ánh mắt kiên định chỉ đến đám người huyết văn tộc khẳng định bọn hắn chính là những tên trộm heo. Nghe được lời này, chiến trác quỳ trên mặt đất vô cùng tức giận quay đầu nhìn về phía trưởng chấn, người bớt xả lơn đi, chúng ta không có làm, rõ ràng là một con mụ điên của thánh ma tộc trộm đi lời hắn nói làm cho bọn người tiêu thiên vô cùng bất ngờ. Mấy từ con mụ điên ma tộc làm cho Trung Dương Minh cùng Long Khâu đạo chân mày run lên, bọn hắn nghỉ ngay đến thánh ma nữ đế. Mà bên này, tiêu thiên phẫn nộ, dùng chân dẫm đạp lên người chiến trác. Ngươi mới chính là kẻ xà lơn, lại đi vu oan cho người khác. Tiêu thiên giọng điệu ngừng lại, ho nhẹ hai cái nói tiếp. Nàng ta là một vị hoàng đế tốt, luôn bảo vệ che chở cho người khác, làm sao lại đi trộm heo chứ. Ta vừa khen ngợi ngươi một câu, ngươi lại ngậm máu phun người thật là ủng phí hy vọng của ta tiêu thiên xoay người lại hướng phía long khâu đạo bên cạnh nhà nhạt nói đánh dấu ấn ký nô bọc cho bọn chúng sau đó giao quyền hạn khống chế cho trưởng trấn Vân thưa thân vương long khâu đạo hành lễ sau đó tiến hành thuật pháp với đám đội viên huyết văn tộc tiêu thiên xoay người lại nhìn về phía thanh viêm trưởng trấn tiếp theo những tên huyết văn tộc này sẽ giao cho ngươi dạy dỗ sau này toàn bộ những việc hốt phân nhặt phân hay ủ phân và tất cả những công việc nặng nhọc đều giao cho bọn họ. Hơn nữ thể lực của bọn chúng rất tốt, sau này công việc xoa bóp cho thanh viêm chư, thanh viêm ngu, cứ giao cho bọn chúng. Thanh viêm trưởng trấn không ngừng gật đầu, lòng tràn đầy hoan hỉ, thân vương đại nhân thật là lợi hại, trước đó vài ngày mới cùng ngài nói về chuyện thiếu nhân lực này, hôm nay lại được ngài hoàn hảo giải quyết. Bên cạnh chiến chi chí cùng đám huyết văn tộc, nghe thấy tiêu thiên giao việc cho trưởng trấn, thân sắc bọn chúng lập tức chán bạch. Thầm nghỉ, đích đến của bọn chúng phải là chiến trường, một cuộc sống tươi sáng đổi lấy bằng xương máu, chứ không phải hàng ngày sống cùng đám phân kia. Thanh viêm trưởng trấn được giao quản lý đám người này trong lòng vui vẻ, nhưng đột ngột hắn có chút mất hứng, sắc mặt lo lắng nhìn về tiêu thiên, thân vương đại nhân, còn vấn đề tôi vừa nói với ngài. Vấn đề tâm tình của những con gia súc sao? Ngươi yên tâm đi, tiêu thiên vỗ vỗ vai trưởng trấn, tỏa ý hắn đừng lo lắng. Tiêu thiên chuyển thân nhìn về phía Long khâu đạo, đem tên huyết văn tộc đồ chọc này, bỏ vào bên trong lưu cầu cái này long khâu đạo trợn mắt hít sâu một cái nhìn đến tiêu thiên chuyện này có vẻ không được tốt cho lắm không được tốt ta làm như vậy đã là quá nhân từ rồi chỉ có những người phụ nữ mới làm như vậy tiêu thiên thở dài nhìn về chiến trác nói vì những giọt nước mắt vừa rồi của hắn ta đã sẵn sàng cho hắn một cơ hội long khâu đạo sau khi nghe xong biểu tình cổ quái thở dài một cái sau đó thương hại nhìn đến chiến trác trong tay xuất hiện một quả cầu trận pháp Chiến Trác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nhốt vào trong quả cầu trận pháp này. Sau đó, Long Khâu đạo biểu tình thương hại nhìn đối phương, giải thích: "Đây là món đồ chơi mà Tiêu đại nhân đã chuẩn bị cho những con thanh viêm chư, thanh viêm ngưu và những con gia súc khác. Dựa theo đại nhân phân phó, cho ngươi vào trong để cho ngươi nhún nhảy, chạy trốn, góp phần tăng thêm độ thú vị cho trò chơi, và công việc của ngươi là cùng chúng vui chơi." Trong quả cầu trận pháp, Chiến Trác ngơ ngác đứng bất động, nhất thời không thể tiếp thu một món đồ chơi sao bây giờ ta trở thành một món đồ chơi cho đám gia súc đây là ý gì chiến trác nhìn về phía tư thiên biểu tình hơi choáng như đang suy nghĩ điều gì video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn